Trận tứ kết U19 quốc gia 2022 giữa Thanh Hóa và Sông Lam, Nghệ An đã không thể phân thắng thua trong 90 phút thi đấu chính thức. Cả hai đội đã phải tranh tài trên loạt sút luân lưu cân não và người hùng quyết định trận đấu này lại đến từ bàn ghế dự bị, Nguyễn Cảnh Tiệp. Thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp chỉ được huấn luyện viên Đinh Văn Dũng tung vào sân ở phút 90 của trận đấu. Không phụ lòng tin đã được trao, Cảnh Tiệp thi đấu cực kỳ ấn tượng khi cản phá 4 trên 5 quả sút luân lưu của các cầu thủ Thanh Hóa. Rất vui và tự tin với bản thân. Vâng, bọn em có tập và em đã làm tốt rồi. Trong quá trình tập luyện em đã để thầy tin tưởng em và thầy em vào. Và em sẽ cố gắng làm hết sức lúc thầy tin tưởng em. Chung cuộc U19 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U19 Thanh Hóa. Cảnh Tiệp đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trước đây, thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp cũng là người góp công quan trọng giúp cho U17 Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch ở giải U17 quốc gia năm 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.